Nghệ sĩ ưu tú Cát Tường gục ngã bên đường thông báo gặp biến sức khỏe ở nước ngoài. Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Cát Tường đã chia sẻ hình ảnh gương mặt thất thần gục ngã bên đường ở nước ngoài vì trúng gió độc. Nghệ sĩ ưu tú Cát Tường viết, trúng gió độc rồi cả nhà ơi, nhỏ em dâu nó cạo gió cho chị mà mọi người nhìn quá, sợ kêu cảnh sát bắt quá. Theo loạt ảnh được chia sẻ, nghệ sĩ ưu tú Cát Tường phải nằm nghỉ bên đường, được người thân cạo gió để mau hồi phục. Hình ảnh thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng, nhiều khán giả, bạn bè đã để lại lời thăm hỏi. Dưới phần bình luận, nghệ sĩ ưu thú Cát Tường cho biết, cô bị xây sầm mặt mày, song sức khỏe vẫn ổn định. Nhiều khán giả mong cô giữ sức khỏe, sớm hồi phục để tiếp tục chuyến đi và quay trở lại với công việc nghệ thuật lẫn các hoạt động cộng đồng. Trước đó, trong buổi phỏng vấn, nghệ sĩ ưu thú Cát Tường cho biết, điều nối tiếc nhất trong cuộc đời của cô chính là có quá ít con. Chuyện sinh con hay không mình có thể quyết định được, tuy nhiên tôi muốn con tiếp theo của tôi có đầy đủ bố lẫn mẹ, tôi muốn sinh con thì đơn giản, mình thụ tinh nhân tạo cũng được Tôi rất muốn có con, nhưng con tôi phải được sống cùng bố mẹ. Đó là điều tôi chưa làm được nên nuối tiếc. Bây giờ thì qua tuổi rồi, tôi không làm được điều đó. Tôi tách biệt chuyện có chồng và có con. Chồng thì còn nằm ở chuyện duyên số, còn con nếu muốn thì sẽ có. Bây giờ con tôi muốn tôi hưởng thụ, cứ đi làm, đi chơi cho vui. Muốn quen ai cũng được nhưng đừng có con vì không muốn tôi khổ. Vì thế tôi tạm bỏ qua suy nghĩ sinh thêm con. Nghệ sĩ ưu tú cát tường trải lòng.